quia tiền đấy luôn. Nước kìa. Nước đi 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 đi. Xin chào cả nhà, hôm nay Ngọc Tuân mổ rắn ngâm rượu nhá. Chó mình săn được nhiều quá nên vì thế là mình phải mổ thôi, bán thì không được giá mấy. Đây, xin chào anh em, đây là rắn hổ mang, bắt đầu mổ cho mọi người thưởng thức nhá. Bắt từng con ra cho mọi người xem. Đây. Này con quá. Này bị bệnh này. Nha. Con này chắc phải để rồi. Để con này. Xem nào. Ai mà muốn lấy rắn ngâm rượu thì hãy liên hệ với mình nhé, mọi người ủng hộ mình nhé. Đây đến đây mình làm rất là sạch, giờ bắt đầu mình mổ từng cung đoạn một này. Thank you.
rất là ác. Mình một hơi khó khi ra có hai người. Rất là dài luôn. Đây là đúng rắn chính hiệu luôn đấy, không phải nuôi những gì cả, toàn rắn chó săn được. Bạn cứ yên tâm, ai muốn lấy rượu ngâm rắn cho bố mẹ hay là các bạn thì có thể liên hệ với mình. Và lưu ý nhé, mổ rắn rất cảnh giác cái manh của nó. Con này rất là độc. Rất là béo. Như là cái mặt ở chỗ nào? Để mình làm cái mặt này. Ai xa. Chúng nhóm thế. Mặt này anh em ơi, rồi thì đúng rồi, một cái lớn này nó nguyên vẹn nha.
tiếp tục mổ con nữa. Tiếp theo mổ con này nhá. Còn mổ hai con à? To phết đây này. Mình làm rượu rắn, ngâm rượu rắn để bán. Bán giá nó không được giá mấy nhưng mình không bán. Không bán rắn nữa mà mổ bán cho mọi người nhá. Có lấy cái cọc. Không rồi đâu. Quấn vào nhau. Bắt đầu thôi. Có trong cái phi đúng không? Đây này, đúng không? Cho anh em xem nó vui. Rất là vui. Chịu khó. Không rửa cái túi lưới này đi. Rửa túi lưới này sạch. Khóa, khóa cái kia vào cầm luôn. Hello mọi người nhá, chia sẻ với các bạn. Lưng giờ, lưng giờ, sau giờ. Chào mọi người nhá. Hôm nay mình mổ hai con rắn để ngâm rượu rắn cho mọi người. Anh em nhớ ủng hộ mình nhá. Con rắn nổ mang hết nha mọi người. Nổ mang hết nha. Thịnh hiếp à? Thịnh ơi chia sẻ với anh đây. Chào em Thịnh nha. Kia chưa? Rắn nổ mang em ạ. Thế nhiều giờ đây còn ở bao này. Có anh ơi chia sẻ với anh nào. Có thể có chưa? Được rồi. Hôm nay mình mổ cho mọi người xem ấy. Anh em chia sẻ với mình nào. Chia sẻ nhiều quá nhá. Chia sẻ với các nhóm đi có anh ơi. Anh chuẩn bị làm kênh YouTube đấy. Không thích bán em ạ, để ngâm rượu vui hơn.
Ngâm rượu mà có rượu mời anh em chứ. Thì có thích uống rượu rắn đâu, thì lúc nào ra đây có người tiếp này. Mổ rắn. Mổ rắn ngâm rượu ấy. Thì chia sẻ với anh nào. Chia sẻ lên nhóm đi nào. Rất là nhiều rắn. Để ngâm rượu khỏe người gì đây. Ừ, anh Tuấn cũng lại để tiếp Thịnh. Thịnh có lòng, anh Tuấn có dạ dày ngay, sợ gì nhỉ? To không? Thịnh này nhìn này to lắm. Đây là chuyên nghiệp của anh rồi Thịnh ạ. À. To chưa? Đây là dài gần 2 mét đấy. Đây cho mọi người xem mặt này. Anh có về rồi. Cái này to, con được bao này, rất to này. Đây mà đây mọi người nhá. Sau 7 tiếng xem ra anh em chia sẻ với mình cái. Mình ngâm để giết nó để ngâm rượu thôi, không có ý đồ gì cả. Thứ nhất là dòng này nó rất độc, thế là cũng nên phải bắt đi thôi. Một cắn trâu cắn giết mọi người lại rất là nguy hiểm. Rồi mọi người xem cho anh em chia sẻ của mình ơi. Rất là béo đúng ạ. Anh em chia sẻ của mình ơi. Rất to chưa? Chào 14 anh em xem nhá. Anh em chia sẻ của mình nào. Đây to dài chưa? Cái này bắt được nhiều lắm vậy, bắt luôn. Hà cánh bên bắt được nhiều lắm. Đồng hồ anh là chuyên nghiệp của cô. Loại này bắt dễ mà. Bắt đầu rửa nhá, rửa bằng rượu nhá. Tôi mới chia sẻ với anh đi thôi mày. Vâng, anh Mai Đình Dinh, anh ngâm rượu à. Nhà anh dòng họ bắt rắn rồi, không sợ đâu em. Con này không mổ tiếp được không? Có thể để. Bây giờ chỉ có hai cái vỏ bình thôi nên là mổ hai con trước. Nhà cứ mổ tiếp. Anh em chia sẻ với nhóm của mình ơi. Bắt đầu rửa rượu nhá anh em ơi. Con trông bao này tầm 4 cân em ạ. Nè. To. Ok đấy, chia sẻ với mình ơi. Hỏi cậu Tuân bán bao tiền một con. Em bán cho bình ngâm rượu thôi, anh không bán con đâu. Cho mình 13 thì nó sẽ nhỉ. Hồ mang phi bán đây không phải hồ mang phi với hồ mang chúa không phải cắm nóng đâu.
Bác Nhật chia sẻ một cái lô mọi người này. Thấy chưa? Xong mình xem nhá. Mọi người có thấy đang to không? Con chăn chuột kia sao không mổ cùng luôn được? Chưa. Sao mọi người nhá. Mọi người chia sẻ với mình này. Đang mổ rắn ngâm rắn ở bình này. Con trong bao để chiều mổ đang lên YouTube đây bạn. Con trong bao nó 4-5 cân to lắm. Bây giờ mổ có hai con này một con hơn 2 cân để cho lên phay rồi. Mổ ngâm rượu bạn ơi. Mổ để bán cho những thằng uống rượu ác này nó nhật. Uống rượu này có khỏe, sức khỏe lắm anh em ạ. Ngâm một con bình. Anh em chia sẻ với mình ấy nhá. Kênh cậu là gì nhỉ? Kênh Phôn Đại Ca. Kênh là Phôn Đại Ca đây em ạ. Có anh này, vào đăng ký đi. Để tí anh đăng lên Facebook không? Mọi người vào đăng ký. Chiều anh đăng lên YouTube rồi xem. Đây là toàn rượu ngô men lá nha anh em nhá. Không phải rượu vừa đâu đấy. Loại này mình phải làm. Nó là bộ tứ, bộ tam. Nghĩa là một con bành. Một con bành, một con rắn ráo này. Một con rắn ráo, một con cặp nong, con chăn chuột. Thì nó mới thành bộ tam hoặc bộ tứ được. Đây mình cho bình rất là đẹp. Đấy mọi người chú ý nhá. Đây bắt đầu mình cho rượu vào bình thường thôi. Nghĩa là con rắn có bao nhiêu con rắn đổ bấy nhiêu rượu. Đấy, nó ngập thì thôi, đỡ nó có mùi. Đấy, trong vòng 3 tháng mình thoải mái mình uống. À, bắt đầu đấy, chúng ta đến lượt cái bình này này. Vua của thú rừng ấy anh em ạ. À. Chiều anh em mình vào đăng ký kênh YouTube mình đăng lên Facebook nhá. Toàn đồ rừng luôn. Cầy các kiểu, thú rừng có các kiểu luôn. Đây, tiếp tục cho con này nữa. Con này rất là to này. Khâu cổ các thứ cho nó bành ra nhá. Chứ bây giờ hôm nay giờ này rất là vội là muộn rồi. Bắt đầu mai mình mới khâu cổ cho nó bành. Chiều anh đăng kênh lên Facebook nhá. Rồi em đăng ký. Anh em mình chiều mình đăng kênh lên Facebook để anh em đăng ký nhá. Anh em chia sẻ hộ mình với. Chiều anh đăng lên Facebook nhá, báo Hùng ơi. Anh đăng lên Facebook rồi em đăng ký hộ anh ấy. Anh ngâm rượu mà em. Dần, loại này loại đắt tiền chứ ai đi ăn trả em. Chào 20 người đang xem nhá. Chào Tình nhá. Đây này, chiều anh đăng lên con này lên YouTube này. Để cho mọi người đăng ký này. Rất là to này.
Còn có cả cảnh bắt quay bắt cơ em ạ. Đây các bạn xem nhé, mình làm đã xong. Các bạn nhớ ủng hộ mình nhá. Rắn bắt được mà em, anh chia sẻ video anh ở trên tường tab của anh ấy. Em lên trang cá nhân anh xem cảnh quay bắt kìa. Bắt chiều hôm qua kìa. Rắn này toàn rắn chó bắt được hết. Ừ anh có cả kênh mà em. Ừ có cả cảnh bắt luôn. Đã xong. Đấy con kia anh cất đi, chiều anh đang lên YouTube rồi coi anh ạ. Đây nhìn nó một bình to này, đút vào bình nó thế này rồi em. Chào mọi người nhá. Để chiều mình đăng lên kênh YouTube cho các bạn xem. Rượu ơi, nhìn thấy rắn to chưa? Ngâm vào rượu này, lên Tuyên Quang tôi tiếp hết này. Rượu ơi, chiều đăng ký kênh YouTube của tớ về, chiều tớ đăng lên Face đấy. Mai có triệu người đăng ký, cò lại nổi tiếng rồi mà.